Chúng em chào thầy, hôm nay bọn em sẽ thực hành xác định trọng tâm của một vật phẳng hình tròn. Chủng cụ chúng ta cần đầu tiên đó là một cây bút chì, một cây thước, một cây kim sợi chỉ và một tấm bia đã được cắt sẵn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xác định trọng tâm của vật. Đầu tiên, chúng ta sẽ lấy cây kim để đục một cái lỗ ở mép tấm bia. Tiếp theo chúng ta sẽ treo tấm bia lên sao cho tấm bia được cân bằng. Dùng bút chì và thước để kẻ một đường thẳng theo phương của sợi chỉ. Chúng ta sẽ đưa một đường thẳng và ta đặt đường thẳng này là kl ta sẽ làm tương tự với mép còn lại của tấm bia sau đó chúng ta treo lên để xác định phương của trọng lực ta sẽ tiếp tục dùng cái thước để đo và kẽ một đường thẳng như vừa nãy sau khi vẽ xong ta sẽ đưa một đường thẳng và ta đặt đường thẳng này là mn giao điểm của hai đường thẳng kl và mn chúng ta sẽ đặt là g và g đồng thời cũng chính là trọng tâm của tấm bia ta sẽ đục một cái lỗ ở điểm g và treo lên và tấm bia nó sẽ được cân bằng video của chúng em đến đây cũng đã kết thúc cảm ơn thầy đã lắng nghe và theo dõi